Xin kính chào quý vị, chúng tôi hiện đang có mặt tại buổi picnic cộng đồng do Hội Người Việt và Hội Cao Niên đồng tổ chức. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một vài chi tiết hình ảnh sau đây. Hơn 600 đồng hương thuộc nhiều thế hệ cùng 30 thiện nguyện viên và nhân viên Hội Người Việt đã hiện diện trong ngày họp mặt của cộng đồng, được tổ chức bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 9 tháng 8 vừa qua tại công viên Northwood, tọa lạc trong thành phố North York, do Hội Người Việt phối hợp cùng với Hội Cao Niên Toronto thực hiện. Ngoài ra, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bị Thủ Đức và Ủy ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội cũng đã có mặt để góp một bàn tay cùng ban tổ chức. Tôi thấy rất là vui mừng bởi vì tôi thấy cái tinh thần của cộng đồng hôm nay trong buổi picnic ngày hôm nay, thứ nhất là đẹp trời, thứ hai nữa là tôi thấy cái cộng đồng chúng ta quy tụ rất là đông hôm nay. Tôi thấy rằng đây là cái công tác ở trong cộng đồng mà chúng tôi cần phải có mặt, chúng tôi cần phải tỏ cái thiện chí để phục vụ đồng bào. Ông Nguyễn Mạnh, Giám đốc điều hành Hội Người Việt cho biết, sinh hoạt dã ngoại thường niên này là một nỗ lực của ban tổ chức nhằm mang đến một nhịp cầu nối kết cho những người có cùng một quê hương Việt Nam, tạo cơ hội vui chơi, gặp gỡ, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của tập thể người Việt tại Toronto. Và đó cũng là tâm nguyện đoàn kết cộng đồng của tất cả những người hiện diện trong buổi sinh hoạt dã ngoại này. So với năm ngoái, picnic năm nay có nhiều người tham dự hơn vì ban tổ chức đã thông báo sẽ có sự hiện diện lần đầu tiên của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cùng phu nhân. 7 nhân viên thực tập sinh tại văn phòng Thượng nghị sĩ năm 2014 cũng có mặt để vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Canada và Thượng viện thông qua dự luật Bill S-219 để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 đen và đồng thời cảm ơn chính phủ và người dân Canada đã cứu mang hơn 80.000 thuyền nhân sau năm 1975 khi hàng triệu người Việt Nam đã trốn chạy chủ nghĩa cộng sản. Tôi thấy đây là thật rất là vui. Rất là vinh hạnh. Thứ nhất, không những vinh hạnh cho tôi mà vinh hạnh cho cả cộng đồng người Việt của mình. Bởi vì chúng ta đã nói lên cái sự đoàn kết của chúng ta tại đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chúng ta đã chứng tỏ rằng là chính phủ Canada, chính phủ Canada đã nhận thức rằng cộng đồng người Việt của chúng ta đã đóng góp vào cho xã hội của Canada rất nhiều. Thành ra do đó mà tôi nhận thấy đây là một cái vinh dự không những cho cộng đồng Canada ở Canada mà toàn xứ Canada nữa, chứ không phải là riêng Ontario mà thôi. Ngoài phần ẩm thực, chương trình sinh hoạt năm nay còn có biểu diễn thể dục tai chi, yoga, khí công và các trò chơi có giải thưởng dành cho thanh thiếu niên. Bán nón lá và bong bóng, gây quỹ để tổ chức hỗ trợ Tết cộng đồng vào tháng 2 năm 2015 sắp tới. Đặc biệt, lần đầu tiên có quầy thông tin về chăm sóc sức khỏe và cách lấy nước bọt để hiến tủy giúp cô Mai Dương do nhân viên sức khỏe cộng đồng của Hội Người Việt phụ trách. Buổi hội ngộ hè của cộng đồng đã kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày trong không khí vui tươi và thân mật.